Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với ngôn ngữ Kotlin. Mình tên là Trí Công Bình. Ở bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi vào cách tìm hiểu mảng ở trong Kotlin nó khai báo như thế nào. Thì như bạn nào đã học về Android mà các bạn biết về ngôn ngữ Java thuần rồi đúng không? Các bạn biết là khi chúng ta khai báo mảng, chúng ta đặt biên mà là một biến, ví dụ như là biến kiểu string, rồi ký hiệu mảng đúng không? Rồi tên biến mảng, rồi sau đó chúng ta là giữ bài giá trị của mảng. Thì bây giờ Kotlin á, nó sẽ các bạn nếu như các bạn tìm ngôn ngữ thông thường á, hoặc là các bạn lên trang thẳng trang chính của Kotlin đi, các bạn gõ lên cho mình là Kotlin à, nó sẽ có một cái trang gọi là kotlinclan.org. thì clan này là language các bạn à, thì bạn qua một lên thì các bạn thấy là đây là cái phần tài liệu Kotlin cung cấp cho tất cả chúng ta luôn à, các bạn lướt vào đây. Thì phần clone Kotlin này các bạn vui lòng qua cái phần reference ha, cái lên các bạn đừng qua phần tutorial. Thì cái Xbox này, cái book này các bạn chẳng qua là nó là quảng cáo về cái sách của nó thôi ha, quan sát sách nó viết chúng ta. Thì bạn thấy là tất cả các tài liệu thì đều nằm ở trên đây hết, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn là không cái phần biên soạn like nữa ha, mà chúng ta sẽ đọc tài liệu trực tiếp trên đây luôn. Bởi vì sao các bạn? Vậy mình thấy là ngôn ngữ thì có thay đổi, nhưng mà mình nghĩ cái phần basic thì chắc chắn nó không có thay đổi đâu. Ví dụ như là khai báo mảng, như lọc for, do while thì chắc chắn không có thay đổi đâu. Chẳng qua nó thay đổi, chẳng qua là nếu như mà có thay đổi các bạn, nó chỉ thay đổi về một số về cái phần lambda, là cú pháp bổ sung thêm cho cái thằng data class thôi. Thì data class thì qua tới bài đó mình sẽ nói cho các bạn cái phần đó ha. Thì bây giờ giả dụ như các bạn thấy là các bạn qua phần basic type thì cái phần này nó nói về tất cả các dạng ngôn ngữ tất cả các kiểu dữ liệu mà thằng Kotlin hỗ trợ chúng ta. Thì bạn thấy là dĩ nhiên rồi, nó phải hỗ trợ các kiểu dữ liệu căn bản chứ đúng không? Không hỗ trợ cái dữ liệu căn bản thì làm sao mà chúng ta làm được ha. À, thì các bạn thấy là ở bài này là chúng ta học về mảng đúng không? Thì các bạn kéo xuống một tí, các bạn sẽ thấy nó nói một cái phần về gọi là array ha. À, đây array, nó nói cái phần array này nó kêu chúng ta là sử dụng mảng, nó chỉ nói rất là chung chung, các bạn thấy không? Các bạn nhìn vô các bạn chả cái nào không cái nào mà các bạn có sử dụng được. Thì các bạn thấy là C type rồi JSON, thì các bạn có thể vào đây các bạn xem tất cả các type của cái mảng hỗ trợ cho chúng ta ha. Đây nè, nó sẽ nói cho bạn về cách duyệt mảng, cách khai báo mảng như thế nào. Thì thằng này nó sẽ nói chi tiết hơn. Các bạn thấy là thằng hồi nãy nó chả nói chi tiết gì hết đúng không? Các bạn thấy nè, ví dụ như các bạn có một biến đúng không, các bạn muốn cho nó biến là kiểu mảng, thì các bạn cụ thể hơn là mảng kiểu gì luôn đúng không bạn? Thì các bạn khai báo là array in thì nó sẽ hiểu là gì các bạn, cái biến in này chính là các bạn chính là một cái mảng có kiểu gì, có kiểu là kiểu in. Thì đây là cách tạo mảng của Kotlin à. Ngoài ra nó còn một cách nữa gọi là mảng mảng list các bạn, list object á, à, các bạn biết cái mảng đó không? Đây, mảng list object cái mảng này, nó còn có một cái mảng này nữa gọi là singleton list, à, nhưng mà chúng ta sẽ gồm lại hai dạng chính thôi, là đây list of nè. Tại sao nó lại chia ra mảng list và cái mảng mà bình thường các bạn? Tại vì cái mảng list các bạn là các bạn sẽ có thêm cái phần là các hàm sắp xếp đồ vân vân, các bạn có thể sử dụng được. À, còn nhiều lúc cái mảng kia thì nó sẽ không có hỗ trợ các bạn một số phương thức, đó chính là lý do tại sao nó lại chia ra hai loại mảng là mảng list và mảng thông thường ha. À, rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần demo mảng đi ha. À, thì như các bạn thấy á, như mình nói là gì, mảng ở Java là các bạn khai báo string rồi kêu mảng đúng không, nhưng mà ở Kotlin nó sẽ đơn giản một tí. Giả dụ như các bạn sẽ có hai cách khai báo mảng sau đây, có nghĩa là các bạn không cần chỉ định luôn, không chỉ định, cần chỉ định xem biến đó là mảng kiểu gì. À, giả dụ như mình có một cái mảng là mảng number đi, array number đúng không, mình đặt tên như vậy thôi. Bây giờ mình muốn thằng này là một cái mảng kiểu string đúng không, thì mình sẽ gọi là array of, được chưa bạn? À, mình sẽ gọi array of ở đây. Thì khi đây là một mảng kiểu string thì đây mình sẽ truyền vào số 1, 2, 3, 4, 5, đây là các giá trị mình muốn nó có, hoặc là 52 chẳng hạn đúng không. Vậy như vậy là mình đã có được một cái mảng kiểu số. À, trong khi đó hồi đó Java chúng ta đọc giả dụ như là chúng ta có mảng kiểu in đúng không, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ báo kiểu in đúng không, rồi array number đúng không, rồi bằng new, à không có bằng new, rồi bằng như vậy đúng không bạn, rồi 1, 2, 3, 4 rồi 5 rồi 52 đúng không. Đây là cách khai báo mảng của Java, còn đây là cái bắt khai báo mảng của Kotlin. Tại sao Kotlin nó lại khai báo như vậy các bạn hiểu không? Tại vì các bạn thấy nè, array of là các bạn gì, mảng của cái gì đó hoặc là các giá trị của mảng. Các bạn nhìn vào như vậy, các bạn thấy chữ array of ở đây giống như là ngôn ngữ tiếng Anh, thì các bạn biết một chút tiếng Anh thì bạn sẽ hiểu được đây là một cái gì liền đúng không. Trong khi hồi đó các bạn sử dụng Java thì các bạn nhìn vào đây các bạn có biết đây là mảng liền không? Các bạn không nhìn vào không biết đây là mảng liền, các bạn phải nhìn gì, à nhìn vào ký tự ở trên thì bạn thấy là lúc này các bạn đọc code thì nó sẽ khó khăn hơn một tí, được chưa? À, thì đây chính là cách khai báo mảng đầu tiên, chính là mảng. À, mình sẽ dạy các bạn, hướng dẫn các bạn về cách khai báo mảng đầu tiên này trước, rồi sau đó qua bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khai báo mảng với làm list. À, rồi như vậy các bạn thấy là mình có một cái mảng như thế này. À, vậy mình thử ring ra xem. À, ring array number.
chạy lên. Đây, các bạn thấy không? Nó sẽ báo mình là gì? Thằng này là một cái mảng kiểu integer. Đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ lấy cái vị trí của mảng sau. Đây, giả dụ như các bạn thấy là mình có một cái mảng là 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình cho nó mảng là mảng chữ số, kiểu chuỗi đi ha. Là giả như là chữ A, rồi chữ B, rồi chữ C, rồi chữ D, rồi chữ E, rồi chữ F chẳng hạn. Đây, các bạn thấy là mình sẽ có một cái mảng những ký tự như thế này. Thì mảng những cái tự này nó sẽ lưu như thế nào? Đầu tiên các bạn thấy nè, mảng nó sẽ đại diện cho nguyên cái gói hình chữ nhật này ha. Và các chữ A, B, C, D, F nó chính là từng thành phần trong cái hình chữ nhật đó. Ví dụ như các bạn thấy là các bạn bây giờ chúng ta hình thành cái tủ mà như các bạn, tủ lắp ghép bởi những cái hình vuông đúng không? Thì những hình vuông đó như các bạn nó sẽ lắp ghép thành những cái mảng, thành những cái tủ hoàn chỉnh, đúng không? Thì cái mảng chúng ta cũng vậy. À, các bạn sẽ có gì các bạn? Giả dụ như các bạn sẽ có một biến là array number. Thì biến array number này chính là nguyên cái hình chữ nhật bự này. À, nguyên cái hình chữ nhật bự của chúng ta. Đây, nguyên cái hình chữ nhật bự này thì nó sẽ gọi là array number. À, nguyên chữ nhật bự đó sẽ gọi là array number. Chính là cái biến array number chúng ta nha, mình đang mô tả là cách mảng nó luôn ha. Đó, thì đây chính là nguyên cái biến array number là đại diện cho gì? Là đại diện cho hình chữ nhật này. Thì bạn thấy là chữ A, chữ B, chữ C, chữ D, chữ E, chữ F này các bạn, chính là từng là chính là những cái ngăn nhỏ ở trong gì các bạn? Ở trong cái hình chữ nhật bự của array number đó, đúng không? Vậy các bạn thấy là chữ A này là làm sao mình biết được cái học này là học số bao nhiêu đúng không bạn? Thì nó sẽ có gọi là index thứ tự, đúng không các bạn? Ví dụ chữ A này lưu ở cái học là học số 1, cái học số 2 nó sẽ đánh số các bạn. Khi nó lưu vào nó sẽ đánh số là 0, mọi từ bắt đầu từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giả dụ như bắt đầu bằng chữ A đi, thì cái học chữ A này, à, cái hình vuông chữ A này, hình chữ nhật chữ A đầu tiên nè, nó sẽ là số 0. À, nó sẽ là số 0. Đó, thì tương tự như vậy, B nó sẽ là số 1. À, cái học này học là vị trí, cái học này là cái học số 1. Đó, C là cái học số 2. Thì bạn thấy là tại sao lại đánh dấu vị trí như vậy? Giả dụ như là các bạn có một cái tủ quần áo đây đúng không? Các bạn có nhiều ngăn. Đúng không? Các bạn phải đánh dấu là à, ngăn này để quần áo nè, ngăn này tôi để đồ chơi nè, ngăn này tôi để linh kiện điện tử nè. Vậy khi các bạn nói là à, mình muốn lấy các bạn những cái dụng cụ của ngăn linh kiện điện tử, thì sao các bạn mình biết là à, ngăn linh kiện điện tử là nằm ở ngăn số 3, thì mình mở ngăn số 3 ra mình lấy. Thì tương tự như vậy, giả dụ như là chữ A của mình nằm ở ngăn số 0 thì mình thì các bạn mình sẽ gọi ngăn số 0 và mình lấy ra. Thì đây các bạn thấy nè, chữ A là ngăn 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 và 5 nè. Vậy mình muốn lấy chữ A ra thì đây mình sẽ gọi cái ngăn mình muốn lấy ra là ngăn số 0. Đúng không bạn? Ngăn chữ A là ngăn số 0 thì mình chạy lên, thì hôm nay các bạn thấy nó sẽ xuất cái chữ A ra. Các bạn thấy không? Nó sẽ xuất cái chữ A ra, đúng không? Ví dụ như là các bạn thấy là 0 1 2 3 4 5, chữ E là số 4 đúng không? Vậy mình sẽ xuất cái ngăn ở vị trí số 4, giá trị của cái ngăn ở vị trí số 4 ra, thì bạn thấy lúc này mình sẽ được là chữ E. À, thì đây là cách khai báo mảng đầu tiên, được chưa? Rồi. Thì đây là cái các bạn thấy không? Các bạn không cần luôn. Còn nếu như các bạn muốn chỉ định rõ là cái mảng array number này phải là cái mảng kiểu in thì các bạn sẽ kế thừa về array in. Hay đúng là ép kiểu thì bạn thấy lúc này mình chạy lên nó sẽ báo lỗi ngay. Nó báo lỗi là cái mảng của chúng ta là không trùng cái kiểu dữ liệu. Cái thành phần trong mảng á, là không trùng kiểu dữ liệu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta báo là gì? Cái mảng array number này phải là cái mảng kiểu in, đúng không? Mà chúng ta lại truyền các giá trị vào trong mảng của nó lại là kiểu string, cho nên nó báo lỗi. Vậy mình sẽ đổi lại là à, đây là mảng kiểu string. Thì lúc này các bạn thấy nó sẽ không báo lỗi và nó chạy lại bình thường. À, được chưa? Rồi thì ngoài ra nó còn nhận vào một kiểu đối tượng đúng không bạn? Giả dụ như chúng ta có một class sinh viên chẳng hạn. Đúng không? Mình có một class sinh viên, mình không cải tạo constructor mặc định ha. Rồi mình sẽ có thôi, mình làm constructor mặc định đi, bởi vì đây là ví dụ nhanh ha. Thì mình sẽ có các giá trị như là tên sinh viên chẳng hạn. Và vì mình đây là cái giá trị có thể chỉnh sửa được ha. Còn các bạn muốn get không thì các bạn ấy đâu. Rồi và string. Rồi mình sẽ nhận vào tên chẳng hạn, rồi cho thêm cái tuổi nữa đi ha. Cho thêm cái tuổi nữa, tuổi là sẽ là kiểu in ha. Cho tuổi là kiểu in, rồi đây là cái mảng đúng không? À, mà đây là một cái đối tượng, là cái đối tượng sinh viên chúng ta bao gồm tên và tuổi. Vậy mình sẽ cải tạo những cái đối tượng này và mình add vào trong mảng ha. Vậy đầu tiên mình sẽ khai báo von sinh viên 1 bằng sinh viên. Đúng không bạn? Tên. Rồi, tuổi. Rồi, mình sẽ tạo ra thằng sinh viên 2 bằng sinh viên tên. Đúng không? Tuổi. À, đó rồi. Ở đây mảng ở đây mình sẽ đổi lại là mảng sinh viên. À, đây là mảng đối tượng.
Thì bạn thấy là đây là mảng đối tượng đúng không? Đây, vậy lúc này cái mảng nó phải nhận vào đối tượng. Các bạn lưu nha. Mảng chúng ta đây là các bạn, mảng đối tượng sinh viên mà đây chúng ta truyền vào chuỗi là sẽ báo lỗi ngay nha. Đây các bạn xem nè, nó chạy là nó sẽ báo lỗi. Refresh lại các bạn, nó bị treo cái nút run đó. Rồi chạy lên. Các bạn, thấy nó báo lỗi liền, nó báo là biến sinh viên 1, sinh viên 2 không bao giờ sử dụng thì lỗi đấy các bạn đừng care, đúng không? Đây cái lỗi đỏ này mới là quan trọng nè. Nó báo các bạn không trùng kiểu dữ liệu. Đúng không? Không cùng dữ liệu bởi sao? Bởi vì mảng chúng ta là một mảng sinh viên mà chúng ta lại nhận vào một chuỗi đó chịu không? Sao chịu được đúng không? Vậy chúng ta phải nhận các bạn, nhận vào các đối tượng sinh viên. Đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ đây sẽ là gì các bạn? À, giá trị đầu tiên sẽ là sinh viên 1. Giá trị thứ hai sẽ là sinh viên 2. Đúng không? Vậy lúc này các bạn thấy là mảng chúng ta có hai giá trị là gì? Là sinh viên 1 và sinh hai là sinh viên 2. Sinh viên 1 nằm ở vị trí số 0 và sinh viên 2 nằm ở vị trí số 1. Vậy mình muốn lấy sinh viên 1 đúng không? Vậy đây mình sẽ gọi là 0 chấm các bạn, chấm tên. Vậy lúc này mình sẽ có được cái chữ là chế của mình. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy là array number 0 này là nó chia cả bạn. À, nó chia cập tới dữ liệu ở vị trí số 0 của mảng. Vậy dữ liệu ở vị trí số 0 của mảng chính là gì? Chính là thằng sinh viên 1 này. Đúng không? Vậy chúng ta lấy khi các bạn lấy mảng ở vị trí số 0 này thì nó sẽ đại diện cho sinh 1, sinh viên 1 và các bạn lấy cái tên nó ra thì các bạn sẽ được giá trị của nó. Vậy mình sẽ lấy thằng sinh viên ở vị trí số 1. À, mình lấy cái tên nó ra thì bạn thấy lúc này lại là Nguyễn Văn Nga, đúng không? Vậy các bạn thấy là bây giờ mảng chúng ta chỉ có hai giá trị thôi mà chúng ta gọi giá trị thứ ba là làm ở vị trí số 2. Các bạn lưu ý gì? Mảng bắt đầu từ gì các bạn? À, bắt đầu từ 0, đúng không? À, 0 1, đây là 0 nè, 1 nè. Mà giá trị thứ hai chúng ta có không? Không có đúng không? Mà chúng ta gọi chúng ta lấy đúng không? Chạy lên. Nó sẽ báo lỗi liền. Đúng không bạn? Nó báo lỗi là array index out of found exception. Có nghĩa là các bạn, có nghĩa là lỗi chúng ta là cái mảng này có giá trị, có nghĩa là chúng ta gọi lấy một giá trị nào đó không nằm trong cái mảng, hoặc là cái mảng chúng ta không có giá trị ở vị trí đó. Ví dụ như bạn thấy là mảng chúng ta rõ ràng chỉ có 0 và 1 mà thôi, chúng ta lại lấy ở vị trí số 2 thì vị trí số 2 nó tham chiếu vào, nó báo là mảng này làm gì có vị trí số 2 mà anh lại lấy vị trí số 2, cho nên nó sẽ báo cái lỗi này. À, thì đây chính là cách khai báo mảng ở trong ở trong Kotlin chúng ta. Được chưa nào? Thì qua bài sau mình sẽ giữ các bạn cách khai báo mảng bằng list. Và các bạn lưu ý nè, quên các bạn lưu ý, đối với cái mảng này thì dữ liệu nó sẽ là tỉnh. À, tỉnh ở đây là gì? Có nghĩa là các bạn không thể nào add động mảng vào. Giả dụ như các bạn nói là à, mình cái mảng này mình muốn thêm một cái vị trí số 2 cho mảng, đúng không? À, thì nếu như bạn nào học ngôn ngữ về JavaScript đồ á thì các bạn sẽ học được cách burst, đúng không? Nhưng mà bạn thấy á, đối với mảng của Kotlin á, nó sẽ không cho phép các bạn burst giá trị thêm. Nó nói là theo như tài liệu của Kotlin nó nói các bạn mảng này là tỉnh. Đây các bạn xem nè, về cái phần tài liệu mô tả về array của Kotlin, đúng không? Đây là cách khai báo mảng, đây là cách thứ hai các bạn, cứ như là các bạn xét kích thước của mảng. Nhưng mà người ta ít ai xài cách này lắm các bạn, mà người ta sẽ khai báo thẳng trực tiếp như thế này. À, người ta sẽ khai báo thẳng trực tiếp như thế này, giống mình như thế này. Đó, array of, rồi sau đó là các giá trị thành phần biến của mảng, đúng không? Chứ ít ai mà khai báo dạng này lắm. À, đúng giờ cứ như là array bằng new array, rồi sau đó là size rồi init các giá trị của nó. Đây các bạn xem nè. Về các function, nó có cái function nào cho phép các bạn mà add thêm các giá trị của mảng không? Không có nha. Đây. Các bạn thấy chưa? Không có một cái function nào về add các giá trị, add thêm giá trị cho mảng giờ hết. Đây, đúng không? Các bạn thấy được tin ra là true false gì đó đúng không? À. Thấy chưa? Không có nha. Đây, thấy không? Chỉ có tạo hàng chờ rồi gán biến của mấy anh kia thôi, à, binary component. À, chả có, đúng không các bạn? Đây ha. Đó. Được chưa? Các bạn thấy không? Theo như tài liệu của thằng ngay cả của thằng Kotlin luôn, nó chả có một phương thức nào add mảng hết, cho nên khi mà các bạn đã sử dụng một cái mảng nào đó ở trong Kotlin chúng ta thì các bạn xác định được mảng này là mảng không cho phép add thêm. À, đây là mảng tỉnh. Thì qua bài sau mình sẽ dẫn các bạn cách khai báo một cái mảng nữa là mảng nó cho phép các bạn add thêm giá trị, thì đó là cái phần của bài sau ha. Rồi. Thì bây giờ cái nhiệm vụ đặt ra là bây giờ là ví dụ như là cách khai báo mảng thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Rồi bây giờ các bạn nói là mình muốn gán lại giá trị các thành phần này của mảng thì sao? Giả dụ như mình sẽ có một thằng nữa là sinh viên 3 chẳng hạn. Đúng không? À, mình có thằng sinh viên 3, thằng này là ABC đi. À, tuổi 11 đi, đúng không? Bây giờ mình nói là mình không muốn giá trị đầu tiên nó là thằng sinh viên 1 nữa, cái thằng giá trị số 0 á, thằng mảng ở vị trí số 0 á là không phải là sinh viên 1 nữa mà nó sẽ là thằng sinh viên 3, thì mình làm như thế nào? Vậy để gán ha, gán một cái vị trí nào đó trong mảng thành một cái gì các bạn, thành một cái giá trị khác, thì đầu tiên các bạn phải xác định được, ví dụ như các bạn biết được là thằng sinh viên 1 này đang ở vị trí số 0, đúng không? Thì mình sẽ gọi sinh viên 1, à, xin lỗi các bạn, gọi array number,
đúng không các bạn? Array number ở vị trí số 0 để chi vậy? Khi mình gọi array number ở vị trí số 0 để các bạn, để nó mở ngăn kéo ở vị trí số 0 ra, chính là gì các bạn? Chính là thằng sinh viên 1 này ra, đúng không? Thì lúc này là thằng array 0 này sẽ đại diện cho sinh 1, và mình gán là giá trị cho nó bằng cách sử dụng cho bằng là sinh viên 3. Thì lúc này mình xuất lại cái tên, các bạn xem chuyện gì xảy ra. Đây, lúc này nó sẽ là ABC. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì khi các bạn chạy tới đây, nó nói là à, mình đã lấy giá trị của sinh 1 ra chưa? Lấy rồi. Và mình gán là giá trị của nó với các bạn là giá trị của thằng là các bạn là thằng sinh viên 3, cho nên lúc này thằng này nó không còn là sinh viên 1 nữa, mà nó lại biến thành thằng sinh viên 3. À, cho nên các bạn xuất mãn ở vị trí số 0 ra thì lúc này nó sẽ là thằng sinh viên 3 chứ không còn là sinh viên 1 nữa. Bởi sao? Bởi vì thằng sinh viên 1 này đã bị đè giá trị bởi vì các bạn đè giá trị bởi thằng sinh viên 3 rồi. À, thì đây chính là cách cách mà các bạn gán là cái thành phần trong mãn ha. Ngoài ra các bạn còn một cách nữa là các bạn sử dụng biến set. Đây, sử dụng hàm set các bạn. Đây, set vị trí mà các bạn muốn set và giá trị mà các bạn cần set. À, bằng cách các bạn gọi set cái vị trí mãn mà các bạn muốn set á. Ví dụ như ở đây mãn number, đúng không? Thì bạn gọi array number, sau đó bạn chấm set rồi ở vị trí số 0 giá trị. À, giống như vậy. Array number chấm set ở vị trí số 0 rồi giá trị là sinh viên 3 chẳng hạn. À, các bạn thấy không, nó vẫn là ABC. Thì các bạn có hai cách làm, một là các bạn xài dấu bằng, hai là các bạn xài biến set này để các bạn set cũng được. Thì các bạn xài cách nào cũng được. À, thì đây là cái phần tài liệu do Kotlin cung cấp cho chúng ta, cho nên các bạn chắc chắn là nó sẽ đúng, không bao giờ sai cả. À, các bạn lưu ý là gì? Các bạn có set, các bạn có get, nhưng các bạn không có gán. Các bạn không có gán mảng hoặc là boot thêm giá trị cho mảng đối với cái mảng là dạng array of như thế này nha, là mảng array nha. Các bạn lưu ý, mảng array là mảng tĩnh và không được phép gán thêm giá trị đối với thằng Kotlin. Java thì chúng ta gán được đúng không? Các bạn thấy là Java chúng ta gán bình thường ha. Rồi, thì như vậy chúng ta sẽ ngừng cái phần mảng này đây ha. Thì qua tới phần mà xài do while đồ đó hoặc là dòng lập for thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách diệt mảng đối với dòng lập for và cũng như là nói về dòng lập for nó chạy như thế nào ha. Rồi, thì vậy bài hôm nay chúng ta dừng tại đây ha. Xin chào và lại các bạn. À, quên, thì mảng ấy, cứ như bạn nói là mảng của thằng Kotlin nó có hỗ trợ những phương thức nào không? Có đây các bạn thấy nè, extension function á thì nó sẽ có những cái phương thức liên quan tới sắp xếp đồ các bạn. Đây nè. À, distinct nè, copy rank nè, count nè. À, count là điểm thành phần của mảng là bao nhiêu á. À, rồi prop plus while element add lấy vị trí nào đó. Hoặc là các bạn kéo xuống nữa các bạn sẽ thấy là những hàm filter, ví dụ như là tìm giá trị trong mảng chẳng hạn. Đúng không các bạn? À, tìm giá trị trong mảng đó nó có hết, có ở đây thì các bạn có thể tham khảo thêm drop by có hết. Thì đây chính là cái hay của Kotlin. À, trong khi hồi đó chúng ta làm với Java thì chúng ta chả có vụ mà drop by hoặc là chả có vụ mà file đâu. À, code file chúng ta phải tự viết á, cực lắm. À, như đây Kotlin nó cung cấp sẵn chúng ta hết rồi. Rồi, thì như vậy chúng ta tạm dừng tại đây ha. Xin chào lại các bạn.